Hello, xin chào tất cả các bác, và tôi là Thắng đến từ King Grab. Thì dán đầy can ô tô đã ngày càng trở nên phổ biến, nhất là đặc biệt là các xe dán đổi màu. Tuy nhiên thì chắc hẳn có rất nhiều bác là khách hàng này hoặc là thợ dán đầy can này thì gặp phải cái tình trạng là dán đầy can nó bị bong chóc. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bác một số cái lưu ý để mà mình có thể biết được là lý do tại vì sao mà dán có thể bị bong chóc, và cũng như là tránh được các cái trường hợp mà khi chúng ta đi dán nó bị bong chóc. Thì đầu tiên ấy, như ở bên cạnh đây có một chiếc xe chúng tôi đang dán đổi màu. Thì khi mà chúng ta quyết định dọn việc dán đổi màu một chiếc xe ấy, thì các cái bộ phận trên xe chúng ta cần phải tháo ra, bao gồm ví dụ như một số phần như kiểu là phần cản trước này, tay nắm cửa này, gương này, một số các phần nẹp. Là lý do tại vì sao cần phải tháo, để trên xe lại có tháo dán được không, thì mình xin trả lời luôn là để trên xe vẫn có thể dán được. Tuy nhiên rằng cái việc mà khi chúng ta để trên xe chúng ta dán ấy, thì các cái mép đề can chúng ta sẽ không thể gấp được vào bên trong. Và lý do này khiến cho là sau cái này chúng ta đi, chúng ta sử dụng thì là trong quá trình ta rửa xe và bác quẹt môi trường sẽ gây cho các cái miếng đề, cái mép đề can này bung ra, nó hở ra. Vì thực ra là cái việc mà nó bung ra ấy, một phần là do cái chất lượng keo, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta cần phải tháo các bộ phận này ra để chúng ta gấp cái mép đề can vào trong, nó sẽ đảm bảo hơn. Ví dụ như cái phần cản trước này chẳng hạn này, nếu mà chúng ta để nguyên trên xe mà chúng ta dán ấy, đây là cái một cái phần mà rất là khó, nó có rất là nhiều các cái ngóc ngách, rất là nhiều cái góc cạnh. Nếu chúng ta để nguyên trên xe chúng ta dán ấy, thì sau này đi nó các cái phần này này, đây này, chắc chắn sẽ bị bung ra. Kể cả các bạn có dùng đề can chất lượng tốt đến mấy thì nó vẫn sẽ bị bung. Tôi chưa nói đến vấn đề mà chất lượng keo, chất lượng đề can các bạn sử dụng đó. Thì cái việc mà chúng ta cần phải tháo ấy, các cái phần, một số các phần đó, thì nó giúp cho việc chúng ta dán đề can nó sẽ đảm bảo cho chất lượng hơn. Cái thứ hai nữa ấy, đó là khi mà chúng ta dán đề can ấy, thì chúng ta nên vệ sinh xe thật sạch sẽ, như là các cái bên trong, các cái phần mà chúng ta gấp vào này, hoặc là trên các cái bề mặt xe này. Thì lúc mà dán xong ấy, thì cái keo nó mới bám, nó mới ổn định, và chất lượng đi nó mới nó lâu dài nó mới được đẹp. Nếu mà chúng ta vệ sinh không sạch sẽ, hoặc là còn nhiều các cái cát bụi bẩn trên này, thứ nhất dán lên xe nó sẽ nhìn có nhiều vết sạn, nhìn nó rất là bất thẩm mỹ. Thứ hai, keo bám không tốt, dẫn đến việc sau này đi nhanh bị bong chóc. Và cuối cùng ấy, đó là khi mà chúng ta đi dán đề can ấy, thì nên lựa chọn các cái loại đề can chính hãng. Thực ra thì trên thị trường ấy, nó có cả đề can chính hãng và đề can không chính hãng. Thì theo mình ấy, thì cả là hai loại đề can này đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên là đối với các loại đề can không chính hãng ấy, gọi là, hay chúng ta gọi là đề can nhái, đề can giả của Trung Quốc, nhái lại các cái đề can chính hãng, thì cái loại đề can này chúng ta vẫn sử dụng được. Tuy nhiên rằng thì chất lượng nó kém hơn, nên là mình khuyến nghị các bác đối với trường hợp chúng ta sử dụng các loại đề can này, nên sử dụng trong thời hạn khoảng 1 năm đổ lại. Trên 1 năm chúng ta không nên sử dụng loại đề can này. Và nếu mà các bác muốn chơi lâu dài và đẹp hơn nữa, thì mình nên lựa chọn các cái thương hiệu đề can chính hãng, ví dụ như là Techgrab, 3M, Avery, vân vân. Và cuối cùng thì trên đây là một số cái lưu ý của tôi dành cho các bác khi mà chúng ta quyết định đi dán đề can, dán đổi màu cho xe. Và trong video lần sau thì mình sẽ chia sẻ các bác cái quy trình cụ thể dán đề can bên mình nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.